Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình xin giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Và ở video này ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu với mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một chiếc bảo bình sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Ở mẫu bảo bình này chế tác họa tiết là bách hạc quần tùng, bách hạc quần tùng nghĩa là nhiều chú chim hạc đang quần tụ ở bên dưới gốc cây tùng, bách hạc quần tùng nhé. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn. Sản phẩm này được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Họa tiết thì được vẽ thủ công bằng tay và đã được mạ thêm vàng 24K trên nền sứ trắng tinh, trắng như đá nhé. Kích thước của bình là cao 60 và đường kính bụng là 35. Ý nghĩa của hình ảnh bách hạc quần tùng này là gì? Thì ý nghĩa của hình ảnh bách hạc quần tùng là biểu tượng cho sự trường thọ, sống lâu trăm tuổi và trí tuệ. Bóc tách cái họa tiết này ra nhé, thì hình ảnh chim hạc là biểu tượng cho sự trí tuệ và sự trường sinh, sống lâu trăm tuổi. Đấy là hình ảnh của chim hạc. Cây tùng chính là biểu tượng của một cái sự gọi là sức sống mãnh liệt, dẻo dai, vượt qua những cái khó khăn gian nan. Và chúng ta biết là cái cây tùng ấy, cái môi trường sống của nó rất là khắc nghiệt, sống ở trên núi cao, khí hậu khắc nghiệt này, cái thổ nhưỡng rất là khắc nghiệt, nhưng cây tùng vẫn phát triển sinh sôi nảy nở, vẫn sống khỏe mạnh, nên là thể hiện cho cái ý chí, cái nghị lực kiên cường bất khuất, cái không chịu khuất phục trước những khó khăn. Chúng ta nhìn vào cây tùng là sẽ có thêm một cái nguồn động lực, là cây tùng để có thể phát triển và thành công được thì chúng ta phải vượt qua khó khăn gian nan, như những cái lời động viên của chúng ta trong cuộc sống ấy. Sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn nhé. Mỗi một cái họa tiết ở trên một chiếc bình nó đều mang một cái ý nghĩa khác nhau. Đấy, nó sẽ phù hợp với mỗi người và mỗi một thời điểm của con người chúng ta. Ví dụ như ở cái thời điểm trẻ đang phát triển công danh sự nghiệp thì chúng ta nên lựa chọn những cái họa tiết nào. Bởi vì mỗi một họa tiết nó sẽ mang một cái ý nghĩa, và chúng ta sẽ nhìn vào cái họa tiết đấy để hiểu được cái ý nghĩa. Nó sẽ như là một cái lời động viên, động lực cho chúng ta để bước tiếp trong một cuộc sống. Đấy là cái ý nghĩa về cái thú chơi của cái ý nghĩa chơi của cái những cái sản phẩm là vật phẩm phong thủy nhé. Đấy là cái ý nghĩa của những cái vật phẩm phong thủy, nó là như vậy, vừa đẹp vậy vừa có ý nghĩa. Thì cái mẫu chế tác hình ảnh là bách hạc quần tùng này thì nó cũng khá là kén người chơi nhé, nghĩa là ở cái mẫu họa tiết này thôi nó kén người chơi. Tại vì sao mình lại nói là nó kén người chơi? Thì như mọi người nhìn thấy đây, đầu tiên mọi người nhìn vào cảm giác nó sẽ rất là rối mắt, đúng không ạ? Bởi vì cái màu của họa tiết và màu của chim hạc nó gần như tương đồng với nhau, nó nhìn nó sẽ rất bị rối. Thì đây là cái cách là cố tình chế tác cái kiểu họa tiết như vậy. Cái cách chế tác họa tiết này là để cho chúng ta có thể nhìn kỹ vào được từng cái họa tiết, nghĩa là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào từng họa tiết ấy thì chúng ta mới nhìn ra được cái vẻ đẹp của cái họa tiết. Và thay vì là ví dụ như là chế tác theo cái kiểu là nổi bật giữa các cảnh với nhau ấy, thì chúng ta sẽ chỉ nhìn lướt qua tổng quát thôi. Nhưng mà riêng đối với cách chế tác họa tiết như thế này thì buộc chúng ta sẽ phải nhìn vào từng họa tiết một. Khi mà nhìn vào từng họa tiết thì mỗi một họa tiết nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Chúng ta sẽ phải nhìn sâu vào cái họa tiết, lát nữa thì mình sẽ quay cận vào để cho chúng ta có thể hình dung nhé. Mọi người sẽ tự nhìn vào từng họa tiết một và chúng ta sẽ cảm nhận nhé. Mỗi một kiểu chế tác nó sẽ có một cái hay riêng, nên là cái loại này nó cũng khá là kén người chơi. Ví dụ cái loại này ấy, cái kiểu chế tác này thích hợp với những ai mà là hay thích gọi là bình luận bình phẩm về những cái họa tiết ở trên tác phẩm. Mỗi một cái chú chim hạc này nó sẽ mang một cái vẻ khác nhau nhé. Lát nữa thì mình sẽ quay cận vào. Âm thanh của sứ rất là đanh rồi. Rồi, ok, giờ mình sẽ quay cận vào cái tác phẩm này để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Rồi, giờ thì mình sẽ phải chuyển tác phẩm qua đây để quay cho mọi người nhìn rõ. Đây, chúng ta nhìn này, một bầy chim hạc này. Đấy, đang quần tụ ở dưới gốc cây tùng này. Đấy, trên đây cũng có những chú chim đang đậu ở trên này. Thì mỗi một chú chim này đều mang một cái vẻ khác nhau. Đấy, khi mà nhìn vào, như mình nói rồi, khi mà nhìn vào, chúng ta sẽ thấy nó cứ đều đều đều, nó sẽ bị lẫn, đúng không ạ? Thì chính vì lý do đó chúng ta sẽ phải nhìn kỹ từng chi tiết một. Đấy, chúng ta sẽ phải nhìn kỹ, nghĩa là dồn sự tập trung vào từng chi tiết một để nhìn ra được.
Nếu như mà tất cả những cái họa tiết này được chế tác với cái màu sắc để nó tôn những cái họa tiết khác lên thì chúng ta sẽ ít khi để có thể nhìn kỹ vào từng chi tiết một. Ít khi nhìn kỹ, khi mà sự tập trung cao độ nhìn vào một cái họa tiết ấy thì chúng ta mới có thể là phân tích và nhìn kỹ ra được cái hình ảnh đấy. Hay mọi người cứ nhìn tổng quan đi nhé. Lát nữa thì mình sẽ quay cận hơn nữa vào và chi tiết hơn nữa vào để cho mọi người cùng như là cùng nhìn thực sự luôn, nhìn như là nhìn tác phẩm ở bên ngoài luôn. Nhìn xung quanh trước này. Chúng ta nhìn xung quanh trước này. Rồi, bắt đầu mình sẽ quay cận vào nhé. Rồi bắt đầu mình sẽ quay cận vào như cảm giác là chúng ta đang nhìn tập trung thực sự với cái hình ảnh ở bên ngoài. Mình sẽ để mỗi một cảnh một lát để cho mọi người cùng nhìn nhé. Nhìn cận vào đây này. Để một lát cho mọi người cùng ngắm nhìn. Tiếp theo đến góc bên này. Vậy khi mà chúng ta bóc tách từng cái khu ra một, nghĩa là chúng ta cái mắt chúng ta nhìn tập trung vào từng họa tiết một thì chúng ta mới thấy được cái vẻ đẹp của cái tác phẩm này. Chúng ta mới thấy được cái vẻ đẹp của tác phẩm này nhé. Mình sẽ để một lúc cho mọi người cùng ngắm nhìn. Đó như là mắt thường chúng ta nhìn tập trung vào từng họa tiết một đấy. Thế nên là như mình nói rồi, cái tác phẩm này thì nó cũng rất là cái cách chế tác họa tiết này cũng rất là kén kén người chơi, không phải là theo cái phong cách lùi đại trà. Chúng ta nhìn nhé, những chú chim hạc như là đang ẩn khuất ở trong những cái lùm cây hay là xen lẫn vào cái cảnh ấy, rất là hay. Nhìn rất là hay ở chỗ đấy. Để bắt buộc là mắt chúng ta phải tập trung cao độ để có thể nhìn ra được những cái chi tiết. Khi mà đã nhìn ra chi tiết rồi, lại bắt đầu ngắm về cái vẻ đẹp của cái chi tiết đó. Rất là hay nhé. Những bông hoa ở dưới này. Những bông hoa ở dưới đây. Cái này thì mỗi một đoạn chúng ta nhìn chúng ta phải dừng mắt lâu. Đấy. Để chúng ta sẽ phân tích cảnh rồi là nhìn cho nó kỹ cảnh, vô tình những cái dừng mắt đấy sẽ làm cho cái tác phẩm, cái họa tiết chúng ta nó sẽ nổi bật, có điểm nhấn. Bông hoa này. Đang tập trung mắt nhìn vào đây này, tập trung mắt nhìn vào một cảnh. Đang rụt cổ đậu lại này, đang ngóc xuống bên dưới này, đầu lại ngóc xuống bên dưới. Khi mà nhìn tập trung cảnh và cái nhìn nó khác ngay, những cái tác phẩm nó lại khác hoàn toàn. Đây bông hoa phù dung nhé. Mỗi một cảnh mình sẽ dừng lại lâu, nhiều là dừng hình để cho mọi người cùng nhìn. Dừng hình để cho mọi người cùng nhìn. Hai chú chim này đang đang kiểu đua ra cái mẻm cái mép đá núi ở bên ngoài. Đấy, hai chú chim này cảm giác đang đua ra cái mép đá núi ở bên ngoài, và cái mép đá núi ở bên ngoài lại mọc chênh vênh một cái bông hoa ấy. Mọc chênh vênh ra một cái bông hoa, nhìn cái cách chế tác cảnh nó bay bổng nó như vậy. Thổi hồn vào cái họa tiết. Nghĩa là khi người nghệ nhân người ta sáng tác là người ta phải phải thả cái hồn vào bên trong
cái lúc mà người ta vẽ cái tác phẩm ấy. Đấy là phải những người nghệ nhân mà dày dặn kinh nghiệm nhé, với những người thợ phải lâu năm dày dặn kinh nghiệm. Nghĩa là vẽ không theo một cái khuôn mẫu nào cả, vẽ theo cái cảm xúc của mình lúc đó thì mới ra được cái tác phẩm nó có hồn và nó không có cái sự trùng lặp, không có cái sự bị thô cứng. Và đây là trên cổ của tác phẩm này. Chú chim đang đậu ở trên ngay cái mép bên trên này, cái cành đua ra bên ngoài này. Cái tư thế của chú chim này. Đấy, chúng ta nhìn nhé. Tư thế này. Chân rất là mảnh khảnh này. Thân hình mảnh mai, mềm mại. Đấy, trên đây là có vài chú chim nữa này. Đậu ở bên trên này. Nghĩa là mọi người nhìn vào, mọi người cảm giác như tất cả những cái chú chim hạc này nó đều có một cái sự liên kết gì đó với nhau, đều có một cái sự liên kết gì đó với nhau. Đấy, ví dụ nhìn cái chú chim này đang hướng mặt lên bên trên này, nó như kiểu tất cả đều đang có một cái sự kết nối gì đó với nhau ấy. Không bị rời rạc. Cùng một lần nữa quay lại cho mọi người cùng nhìn tác phẩm này nhé. Sau khi đã nhìn từng chi tiết rồi, chúng ta sẽ nhìn tổng quan lại một lần nữa. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một chiếc bảo bình Bách Hạc Quần Tùng. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm. Mọi người nếu như có ý tưởng gì thì cũng có thể liên hệ để chúng tôi đặt hàng làm theo những cái mong muốn của khách hàng. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến được những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.